Hãy subscribe cái gì hò kìa? Đi nữa. Đi mua rồi. À, đi một mình đi đúng không? Em hiện cho đi chứ. Về đi xe đạo mà. Đi xe á? Đâu đi xe đạo đó. Chưa đây hả? Nếu chị Hòa đi khó mà. Mua đồ đúng không? Đi mua đồ ngon. Nào hỏi chị kêu tối có mở cửa không vậy? Uống thì mở bình thường như đâu cắm. Em uống mà cắm. Em uống tại chỗ. Chưa vô có đồ mà đâu mà cắm. Được chứ. Thì chị bị được lo thôi. Chị kêu cái cửa à? Không, chị kêu là chép thôi. Đây nọ. Cảm gì đi. Xuống coi thử. Nó ngồi im đô cái ủa. Điện qua nhà chứ hả? Đúng rồi, nãy đi nghe đi xe đạo mà. Quy định một xe dịu lây đi để kiểu bỏ qua sao luôn. Ừ. Rồi có ai nói không sao?
Hơi có mơ đó nè. Để con có mơ hay con. Mơ hút trời.
cần có ghi móng móng cho. Đừng đi bóng mốt kia chơi á. À đừng đi bóng mốt, đừng bóng mốt đi.